Và tiếp theo đây là những bản tin liên quan đến thế giới. Bản tin liên quan đến vụ tá cao cấp của Tổng thống Ukraine thoát khỏi sau vụ ám sát. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần chi tiết với Dự Quyên sau đây. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thứ Tư 22 tháng 9, thì một loạt phát súng đã nổ ra nhắm vào xe chở phụ tá cao cấp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vụ kiện trên cũng đã cho một viên chức cao cấp gọi là một âm mưu ám sát và Tổng thống Zelensky nói rằng có thể đây là một thông điệp dành cho ông. Phụ tá Tổng thống là ông Sergei Shirer đã thoát chết ra khỏi vụ ám sát và không bị xây xát, nhưng cảnh sát cho biết rằng tài xế của ông đã bị thương trong vụ tấn công gần làng Lewinsky, ngay ngoại ô của thủ đô Kiev. Một công tố viên cho hay chiếc xe đã bị trúng 18 phát đạn và có thể nhìn thấy nhiều lỗ đạn dọc theo bên phía ghế lái xe. Và cũng trong một tuyên bố thì cảnh sát cho biết họ đã mở một vụ án hình sự vì nghi ngờ đây là vụ án mưu sát có chủ tâm. Tổng thống Zelensky, người đang ở New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông nói rằng hiện tại thì ông không biết ai là người chủ mưu vụ tấn công gây chấn động giới chính trị của đất nước. Tổng thống cũng đã chia sẻ thêm rằng gửi cho ông một thông điệp bằng cách là bắn bạn của ông, đó là một hành động nhu nhược. Tổng thống Zelensky cũng lên nắm quyền với lời hứa là sẽ giải quyết các đầu sỏ của đất nước cũng như là kiên quyết chống lại nạn tham nhũng. Ông Mykhailo Podolyak là một trong những cố vấn của ông Zelensky nói rằng vụ ám sát có thể là kết quả của chiến dịch chống lại các nhà tài phiệt. Cảnh sát cho hay họ đang điều tra vụ án theo như ba kịch bản: nỗ lực gây áp lực lên giới lãnh đạo đất nước, nỗ lực gây bất ổn tình hình chính trị và sự tham gia của các cơ quan tình báo ngoại quốc. Tin về Philippines ủng hộ hiệp ước nguyên tử của Úc nhằm chống lại Trung Cộng. Thưa quý vị, Philippines đã bày tỏ sự ủng hộ mối quan hệ đối tác quốc phòng mới giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc, hy vọng là họ có thể duy trì sự cân bằng quyền lực ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thể hiện một quan điểm trái ngược hẳn với một số nước láng giềng. Được biết đến với tên gọi là AUKUS, liên minh mới này sẽ giúp cho Úc có được kỹ thuật để bố trí tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử như một phần của thỏa thuận nhằm hành động chống lại sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Trong một tuyên bố vào ngày hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 9, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã bày tỏ việc ủng hộ tăng cường khả năng phát huy quyền lực của liên minh mới nhằm giữ sự cân bằng trong khu vực. Bình luận của ông Locsin khác với lập trường của Indonesia và Malaysia, những nước đã gióng lên hồi chuông khuyến cáo về các tàu ngầm năng lượng nguyên tử trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực ngày càng gia tăng ở Đông Nam Á. Ông Locsin cho rằng, nếu như không có sự hiện diện thực sự của vũ khí nguyên tử, hành động của AUKUS sẽ không vi phạm Hiệp ước năm 1995 về việc cấm vũ khí nguyên tử tại Đông Nam Á. Thưa quý vị, hiện nay, Biển Đông tiếp tục là nguồn cơn căng thẳng với việc Mỹ và các đồng minh phương Tây thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải mà Trung Cộng phản đối. Trung Cộng coi đó là sự can thiệp từ bên ngoài vào vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền, nhưng điều này xung đột với các quốc gia ven biển khác như Philippines và Việt Nam, những nước đã cáo buộc Trung Cộng tấn công ngư dân và tiến hành các hoạt động xâm phạm năng lượng. Bản tin sau đây cho hay Đài Loan xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Cũng vào ngày hôm nay thứ Tư 22 tháng 9, thì hãng thông tấn Trung ương cho biết Đài Loan đã chính thức xin gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tức là CPTPP. Sự kiện diễn ra chưa đầy một tuần sau khi mà Trung Cộng tuyên bố đất nước này cũng đã nộp đơn xin gia nhập. Hãng thông tấn dẫn lời Thứ trưởng Kinh tế Chen Chui-in cho hay, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan là Vương Mỹ Hoa sẽ đưa ra thông tin chi tiết vào thứ Năm tuần tới. Hãng thông tấn không đưa ra thông tin chi tiết nào khác và Bộ Y tế, Kinh tế cũng đã không đưa ra bình luận nào về sự việc này. Đài Loan cũng đã có buổi thảo luận thân mật với các thành viên hiện tại của khối. Đài Loan bị loại ra khỏi nhiều tổ chức quốc tế khi mà Trung Cộng một mực khẳng định là Đài Loan là khu vực trong chính sách một Trung Hoa của Trung Cộng, chứ không phải là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên thì Đài Loan là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức là APEC. Đài Loan cũng đã được hoan nghênh bởi những tiến bộ gần đây đối với các hiệp định thương mại với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, khi cả hai tổ chức đều thất vọng với việc Trung Cộng thiếu tiến bộ trong việc mở cửa nền kinh tế
và muốn thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nền dân chủ và các chính sách thị trường tự do hơn nhiều của Đài Loan. Thưa quý vị, Hiệp hội về Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương ban đầu gồm có 12 quốc gia thành viên và được coi là đối trọng kinh tế quan trọng đối với tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Qua bản tin sau đây liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc, cầu xin Liên Hiệp Quốc hỗ trợ vaccine cho Việt Nam được tiêm rộng rãi. Theo như báo Thanh Niên loan tin vào ngày 21 tháng 9, 2021, trong lúc gặp ông Abdullah Sahid, Chủ tịch Đại hội đồng và ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở Hoa Kỳ, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng sản đã cầu xin Liên Hiệp Quốc tiếp tục hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam để có thể gia tăng chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân. Ông Phúc cảm ơn chương trình COVAX và các tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tặng vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế và cố vấn chính sách về phòng chống dịch và phục hồi sau dịch cho Việt Nam. Ông Phúc cầu xin phía Liên Hiệp Quốc tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam trong thời gian tới, và nhất là vaccine. Trước đề nghị này, ông Antonio Guterres khẳng định Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với đại dịch và đồng thời sẽ đồng hành hỗ trợ cho Việt Nam để phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Ngoài ra, ông Antonio Guterres yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục đóng góp vào nỗ lực biến đổi khí hậu, nâng cao mức cam kết, giảm phát thải nhà kính. Nguồn tin sau đây cho hay Sở Y tế Cộng sản tại Sài Gòn giải thích về việc gom tất cả người nhiễm dịch đi cách ly là một sự hiểu lầm. Thưa quý vị, truyền thông trong nước loan tin vào chiều ngày 21 tây tháng 9 năm 2021, tại một cuộc họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn, thì ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu là Phó Giám đốc Sở Y tế Cộng sản tại Sài Gòn xác nhận là có chuyện ban chống dịch gom tất cả những người nhiễm dịch vào khu vực cách ly tập trung và đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Ông Châu nói rằng Sở Y tế đã chấn chỉnh nhắc nhở các quận, huyện trong thời gian qua. Tuy nhiên thì trên thực tế nhiều người dân đã phản ánh tính cho tới ngày 21 tháng 9 vẫn xảy ra tình trạng lực lượng chống dịch Cộng sản đến tận nhà, phòng trọ đưa những người nhiễm dịch đi cách ly tập trung sau khi phát hiện ra họ là bị bệnh. Ông Châu cho rằng việc hiểu lầm này là do một số nơi hiểu rằng để tách người nhiễm dịch ra khỏi cộng đồng thì phải đưa hết vào khu cách ly tập trung. Theo lời của ông Châu thì trong thời gian sắp tới, nhà cầm quyền sẽ có kế hoạch giảm dần các khu cách ly tập trung với mục tiêu là tăng cường điều trị, cách ly người nhiễm dịch tại nhà. Đối với hệ thống y tế điều trị thì nhà cầm quyền sẽ chuyển đổi dần các bệnh viện điều trị COVID-19 về đúng trách nhiệm ban đầu là phục vụ điều trị các loại bệnh khác. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân sau khi từ bệnh viện về bị sang chấn tâm lý thì sẽ được các bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần thành phố hội chẩn về tâm lý. Cho đến nay thì Bệnh viện Tâm thần thành phố đã làm việc với hơn 70 cơ sở có bệnh nhân có triệu chứng về tâm lý để thăm, khám, cung cấp thuốc, điều trị. Một lần nữa chúng tôi sẽ được phép tạm ngưng phần tin tức. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại để gửi tới quý vị bản bình luận những bản tin đã loan.